Mình xin chào tất cả các bạn đã theo dõi video của mình. Các bạn xem video của mình thấy hay thì các bạn hãy cho mình xin một like, một đăng ký kênh. Thì hôm nay mình sẽ làm một cái video về máy lập trình. Thì hôm nay mình sẽ hướng dẫn mọi người là cách nâng cao thấp của bàn kẹp và chân vịt. Trong các máy, trong cái trường hợp chân vịt với lại bàn kẹp mình lên nâng thấp thì đến lúc mình đưa hàng vào nó rất khó và lâu. Thì hôm nay mình sẽ làm một cái video hướng dẫn các bạn chỉnh. Thì trước tiên mình sẽ hướng dẫn các bạn cách chỉnh cao thấp của chân vịt giữa này. Cái chân vịt này nhá. Thì cái chân vịt của mình ấy, khi các anh em quay xuống mà cách mặt nguyệt 1 ly xuống hết rồi, cách mặt nguyệt 1 ly mà nó vẫn thấp thì anh em phải khắc phục tình trạng là mình chỉnh lại cam. Đấy, mình kiểm tra cam. Thường thường là cái chân vịt này nó phải cách mặt nguyệt, nó lên cao nhất nó cách mặt nguyệt từ 8 ly đến 1 phân thì mình đưa hàng vào nó rất dễ. Đây nó đang thấp. Trong tình trạng này mình đưa hàng vào nó rất khó và bị mắc hàng. Thì muốn chỉnh được cái này thì anh em phải mở cái lắp ở trên đầu máy ra. Rồi đây là con cam của nó nhá, cam chân vịt. Thứ nhất là con cam này nó sẽ điều chỉnh được cao thấp của chân vịt và bước đi của chân vịt sớm muộn nhá. Rồi trước khi anh em kiểm tra là xem là cái con năn này nó có bị mòn không, và cái trục cam có bị mòn hay không nhá. Trong trường hợp mà máy anh em mà không chịu bảo dưỡng cho dầu mỡ vào thì nó chạy lâu ngày nó bị mòn. Khi con năn này với trục cam này bị mòn ấy, thì mình nó sẽ gây tình trạng là cái chân vịt của mình nó lưng nó cái chân vịt của mình nó bị thấp. Đấy. Đây con này vẫn ok. Thì mình sẽ dùng lục giác 2, mình sẽ mở hai con ốc này ra. Ốc con lục giác 2.5 nhá. Rồi, khi mình nhấc chân vịt lên, khi mình nhấc bàn kẹp. Đấy. Khi mình giẫm bàn kẹp lên thì cái chân vịt này, cái trục này. Đấy con cái trục bi này nó sẽ nhao hết về đằng trước. Đấy, nhao hết về đằng lòng mình nhá. Đó, di chuyển mình hạ xuống rồi nó sẽ hồi về. Thì cái này, đây là cái gạt. Đấy, cái gạt mình gạt này xuống để cho chân vịt của mình lên cao nhá. Yeah, đây là cái gạt nâng chân vịt bằng tay ở đằng hông máy nhá. Khi mình gạt xuống đấy thì cái trục này, cái trục bi của mình nó sẽ ngã hết về đằng đầu máy của mình. Đó, các anh em muốn chỉnh được thì anh em lấy hai ốc trục cam ra mà mình gạt cái cần gạt chân vịt bằng tay này cho chân vịt của mình nó lên cao nhất. Đó, mình gạt thì chân vịt của mình lên cao nhất và trong trạng thái đứng im. Đó, đây thì nó đã cách mặt nguyệt đến chân vịt khoảng độ 8 ly 1 phân rồi. Trong trạng thái này thì mình đưa hàng vào là ok nhá. Rồi được như vậy. Đó, được như vậy thì anh em lại đây. Thì các anh em xoay con cam. Đấy, đẩy con cam mà nó sát con lăn. Đó. Các anh em đẩy làm sao con cam ấy, con lăn này nó làm ở đỉnh cao nhất của con cam này. Đó. Tức là con ốc thứ nhất nó cách con lăn khoảng 1 phân. Con ốc thứ nhất nhá. Thì cái chỉnh cam này thì video trước mình đã hướng dẫn anh em rồi. Rồi. Mình chỉnh nó, mình chỉnh con lăn nó làm ở đỉnh cao nhất của con cam nhá. Như thế này. Đó, mình sẽ dùng lục giác mình khóa lại. Rồi. Cái này các bạn càng kéo về đằng trước thì chân vịt của mình nó càng lên cao. Đấy. Rồi khi mình đã siết được con lăn này rồi, con ốc cam này rồi thì mình sẽ hạ chân vịt này xuống, gạt chân vịt này lên nhá. Rồi. Bắt đầu mình kiểm tra đến chân vịt xem là nó có được như mình mong muốn hay chưa. Thì bây giờ cái chân vịt của mình nó đã lên đến cái thời điểm là ok rồi nhá.
nó cách chân vịt mặt nguyệt, nó cách chân vịt khoảng 8 ly 1 phân là ok. Các bạn đừng cho cao quá nhá. Các bạn chỉ cần mở ốc cam ra và gạt cái chân vịt lên. Đấy, cái cần gạt bằng tay ấy, đằng hông máy các bạn gạt lên. Rồi các bạn đưa con cam vào sát con lăn. Sau đó các bạn khóa ốc vào là ok. Các bạn lưu ý nhá, con lăn này nó phải nằm ở đỉnh cao nhất của cái trục cam này. Và đồng thời nó cách cái con ốc thứ nhất này tầm 1 phân. Đấy, như trên chỗ mình chỉ các bạn đây. Thì cái trục cam này các bạn kéo càng về đằng trước thì nó càng cao. Rồi ok nhá, bây giờ mình sẽ hướng dẫn các bạn là cách chỉnh lưng cao thấp của bàn kẹp. Thì trong cái trường hợp mà bàn kẹp mình lưng thấp hay nó gây rất bất tiện trong quá trình mình may, mình đưa hàng vào rất khó. Rồi đây, đây là cái hoạt động của cái bàn kẹp nhá. Trên nó là một cái thớt đẩy. Đấy, dưới là có hai cái thanh đỡ này. Khi chúng ta nhấc bàn kẹp lên thì cái thớt nó sẽ đi xuống và nó sẽ đẩy, nó đẩy cái thanh đẩy, thanh đỡ lên, nó giúp bàn kẹp của ta lưng lên và hạ xuống. Đó, anh em các bạn lưu ý này, khi ta hạ bàn kẹp xuống đó thì cái thớt này nó phải cách cái thanh đỡ này khoảng 3 ly. Đó, khoảng 3 ly nhá, các bạn đừng để cho nó chạm vào nhá. Rồi muốn chỉnh được cái này thì mọi người lấy cái, mình sẽ lấy con lục giác 5, mình mở con ốc này ra. À, sau khi đã mở được con ốc này ra ấy, mình có thể đều điều chỉnh lên xuống của nó. Mình cho nó xuống, dìm nó xuống thì cái bàn kẹp của mình nó lưng sẽ được cao. Và mình kéo lên thì cái bàn kẹp của mình nó lưng thấp. Ở đây có hai con ốc thì mình sẽ lới con ốc ở bên tay phải đây nhá. Đây, bắt đầu mình lới rồi. Bắt đầu mình hạ bàn kẹp xuống. Lưu ý là mình phải hạ bàn kẹp xuống nhá. Bắt đầu mình di chuyển cái thớt đẩy này. Đấy, di chuyển làm sao nó sẽ cách được cái thanh đỡ này, hai cái thanh đỡ ở dưới này khoảng độ 2-3 ly, tầm 3 ly nhá. Đấy, nó xuống sâu nhất là nó phải cách cái thanh đỡ này 3 ly, cái thớt trên nó cách cái thanh đỡ này 3 ly. Lưu ý anh em đừng để cho nó chạm vào, trong quá trình mình chạm vào nó lâu ngày sẽ bị mòn thớt và thanh đỡ. Rồi mình chỉ cần dậm bàn kẹp xuống, mình điều chỉnh cái thớt đẩy này làm sao nó cách cái thanh đỡ này xuống sâu nhất đấy là 3 ly nhá. Đó là cái điểm mình cho xuống sâu hết tầm là 3 ly. Lưu ý đấy anh em đừng cho nó sát vào. Thì cái bàn kẹp này các bạn càng cho xuống càng lưng cao thì cái lò xo mình nó càng nhanh đứt. Đấy, nên là cũng không cần phải cho nó lưng cao quá, mà cũng không cần, đừng cho nó thấp quá, nó vừa tầm mình may là được. Nếu mà mình chỉnh hết tầm này rồi mà nó vẫn lưng thấp thì là mình phải kiểm tra đến cái thanh đỡ này của mình nó bị mòn và cái thớt đẩy này nó cũng bị mòn. Đấy, mình phải xử lý lại, thay thế. Rồi sau đó mình sẽ dùng lục giác 5, mình xoáy cái ốc này vào. Rồi, con này thì mình cho hết tầm rồi, nó lưng thì cũng không được cao lắm, bởi vì cái con này cái thớt của nó đã bị mòn. Thứ hai là cái thanh đỡ nó cũng bị mòn rồi. Nhưng mà trong cái trạng thái lưng như thế này thì là cũng là ok rồi. Đó, các bạn cho xuống tầm đấy mà nó vẫn bị thấp thì mình phải kiểm tra này, cái thanh đỡ này nhá, cái thanh đỡ của mình này nó bị mòn này. Rồi, mới lại cái thớt này cũng bị mòn này nhá, nó chạy lâu ngày rồi nó va chạm nó bị mòn.
Thế nào mình xử lý một là mình đắp mà. Đấy. Cái thanh đỡ dưới thì mình có thể thay thế được. Còn cái thớt trên mình tháo ra mình đắp vào. Là ok. Thì video hôm nay mình đã hướng dẫn các bạn là cách xử lý chân vịt của mình lưng thấp này và bàn kẹp lưng thấp. Đấy. Trong cái trường hợp mà chân vịt cái bàn kẹp nó lưng thấp ấy, trong quá trình mình may đưa hàng ngó rất khó. Rồi thì mình chỉnh cái tầm này là may là ok. Thì các bạn xem video của mình thấy hay thì các bạn hãy cho mình xin một like, một đăng ký kênh để ủng hộ mình. Có gì thắc mắc thì các bạn hãy comment ở phần bên dưới phần bình luận. Mình xin chào và các bạn và hẹn lại gặp lại các bạn ở video lần sau. Xin cảm ơn các bạn đã theo dõi video của mình. Vượt nha. Ôi mặt xấu thì lấy máy đẹp là được.